hái đi nè, chín nè, nè chín nè. Chị trái nào bóng là trái đó chín nha cả nhà. Cái này chín chưa nè anh? Cái này nè, chanh giấy. Cái này gọi là chanh giấy. Trời ơi, cái vườn chanh nhỏ xíu mà nó quá trời trái luôn. Kìa, hai trái nó bóng lưỡng kìa. Nè, bên đây trái đóng nè. Trời, mà em không biết là có chín không. Nè. Bóp vô mềm, vỏ bóng là chín. Đó thì em nghĩ là mềm lắm, mà nó thơm quá trời thơm. Chanh ơi, chanh nghĩ thơm lắm, chanh ngày qua đã chanh uống ngon lắm. Không chanh nào mà đã chanh ngon bằng chanh giấy nè. Ê da. Cẩn thận anh ơi. Gai đâm cũng chết. Thơm lắm nha mọi người ơi. Đứng đây thôi mà thơm phức. Chừng á gai đâm. Rồi. Không đi giờ bữa sau lấy nữa. Sao lấy tiếp. Được rồi. Nó còn chín nữa. Nó rụng quá. Nó rụng quá cả nhà. Cái chanh trước cũng ngon nữa rồi. Coi nó rụng nè cả nhà. Ở trên mình thì bán từng ký từng lạng, còn dưới quê thì rụng thấy thương luôn. Chanh này là chanh không ngon bằng chanh kia nha. Chanh này là hồi nãy anh ấy anh nói chanh gì? Chanh này có hạt nhưng mà nó thơm. Nó bự nè, nữa. Trái này chín rồi nè. Cái trái này nó còn bự nữa nha cả nhà. Như vậy là chưa đủ. Thôi trái này phải hái đi, chưa chín. Trái này nó còn bự nữa. Nó còn bự nữa. Này giống như chú út luôn. Ừ, nó chết nhắn nó trồng đại gia đình nha. Ôi, à, cưng ghê luôn. Nó đang nhỏ nha mọi người, nên mình không có hái. Mình để đợt sau mình về mình thu hoạch. Thơm phức luôn. Nè coi nè.